Xin chào các bạn, mình là Binh đây. Rồi thì hôm nay thì hiện tại là sáng, hiện tại là bây giờ là đang là sáng 7 giờ sáng các bạn à. Đó, mình mới cũng mới vừa ngủ dậy, cũng phụ cả nhà xong rồi bây giờ mình mới mình rảnh thì mình để mình ráng quay luôn mấy bạn à. Hiện tại mình chưa ăn sáng rồi nên là không sao. Nhưng mà từ từ xong mình quay xong rồi mình ăn sáng cũng được đúng không mấy bạn? Đó. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay một cái tựa quay tiếp cái tựa game Roblox One Piece Awakening nha mấy bạn. Thì giờ như mấy bạn nhìn trên tiêu đề, mấy bạn nhìn trên cái hình thumbnail ở ngoài thì mấy bạn cũng biết là hôm nay mình review gì rồi đúng không mấy bạn? Đó, đó là chân đen của Sanji nha mấy bạn. Nhưng mà ủa, chân đen hả? Nghe chân đen mà mình nghe gì đen đen là mình nghe mình nghĩ tới là việc là chân thúi à. Chân đen là chân bị thúi rồi, nhưng mà không phải là review chân đen không đâu nha mấy bạn, mà còn một thứ nữa là mình review trong một server VIP. Có một số bạn là sẽ chưa biết server VIP nó trông như thế nào trong game One Piece Awakening đúng không mấy bạn. Đây để mình cho mấy bạn coi nha. Thì là đây server này của một bạn bạn của mình có tên là XGXNG. Đó, bạn này còn có tên cũ của nó, bạn đó hình như là Flash á hay là Form á, tại hai bạn này là xài một ạc luôn á. Có hai bạn xài một ạc là này đó là Flash lại Form á, cái ạc mà chủ mà của server này mấy bạn à. Đó thì hai bạn đó là đã cũng nói là mình hiện tại mấy bạn hai bạn đó chắc cũng đang ngủ nướng tại vì mới sáng sớm mà mấy bạn à. Đó rồi có một đô la nó dậy sớm nữa bạn nè. Hình đô la dậy sớm nên là được lên TV nè. Rồi thì hai bạn đó là tại thấy cái game này sao không biết lý do sao nhưng mà hai bạn đó đã mua được nguyên một cái server VIP luôn mấy bạn à. Đó nên là cái mình muốn mượn server này mình quay nha mấy bạn. Còn mà lý do tại sao mà không phải là mình server VIP của mình tại vì mình không muốn mua server VIP mấy bạn à. Nên là mình mua tự mình mượn server VIP của bạn mình quay cũng được nha mấy bạn. Rồi. Thì không cần nói nhiều nữa. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ review chân đen trước xong rồi cái server VIP mình sẽ nói sau nha mấy bạn. Đây chân đen của mình nha mấy bạn. Chân đen là chân là đi chân không nhiều là nó đen lắm bạn, là nó dơ đó chứ. Đây nè, thì chân đen của Sanji là nó có tổng cộng 4 chiêu như vậy và mình up tới 70 start trang là đủ để review hết skill rồi. Đây giờ đầu tiên là skill Z của chị skill Z là đá bùm đó. Rồi đó đá mấy bạn coi nè. Ôi từ mình lộn chiêu. Tui đó mấy bạn thấy không? Ủa mà sao đá gì không có tiếng vậy ta? Skill phải làm gì cho nó có tiếng mới hay chứ ta. Còn cái này cái chiêu ít là tiếp theo là mấy bạn à cái chiêu mình quên nói chứ, cái chiêu Z đầu tiên là mấy bạn cần 10 stat nè, đó dành cho những bạn nào chưa biết á. Còn cái chiêu thứ hai mà kick calls này nè, đây chiêu này là dành cho chiêu này là khi mà start mà scan của mấy bạn là 25 là được chiêu này nha mấy bạn. Vô nè. Đó mấy bạn thấy ghê chưa? Ừ cái này cái gì cái mà quay à cái này gọi là múa quạt bằng chân đó. Bên tiếp bên bi mình gọi là diễn mấy bạn à. Đó mấy bạn thấy ghê không? Rồi. Cái chiêu đó là khá cũng quá là quen thuộc rồi. Rồi tiếp theo là cái chiêu C. Cái chiêu này là mình nhớ anh như là phải 40 gen là được rồi mấy bạn à. Là cái chiêu này à. Nè. Chiêu C nè. Là mình dash đó mà mình đá luôn mấy bạn à. Rồi, còn cái chiêu cuối cùng đó là Diablo Jumbo gì Diablo Jumbie gì đó. Cái chiêu này là mình phải xài mình mới biết là nó là cái gì luôn mấy bạn nè. Coi nào mấy bạn mình bấm vô cái nha.
Du 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 đó. Ua nóng 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 nóng. À trời ơi nóng quá nóng quá. Ua nóng 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 nóng. Mình giỡn mấy bạn à. À đây là skill này là để mình quay cái chân thành quay thành lửa luôn á bạn á. Trong Sanji cũng làm đó. Đá nó cũng hiệu ứng hơn nha mấy bạn. Hiệu ứng lửa đàng hoàng hơn nha. Đó, được bút trong đêm nữa. Đó, phải dị mới đã chứ. Chứ còn lâu như Haki. Haki là mình nghe nói là chỉ được là bút nhưng mà bút Haki là chỉ được cái là đánh được mấy thằng Logia với lại máu trâu hơn nữa mấy bạn à. Mình nghe nói là vậy á. Còn cái skill bên này mình thấy là hồi khá lâu nha mấy bạn. Như là phải 30-45 giây gì lận á. Rồi để mình bút Haki mình đánh cho mấy bạn coi nha. Đó. Cái này là phải nói là Haki này mình cày cũng khá là lâu nha mấy bạn. Haki cấp 1 mà mình cày lên cấp 2 á là mình mất khoảng 1 tiếng rồi mấy bạn à. Có 1 tiếng đồng hồ là mình cày được luôn à. Còn mà cái Haki này nè, Haki cấp 3 này nè là mình mất. Mình là mình phải cày và gấp 3 lần cái kia mấy bạn à. Cái thời gian á với lại cái độ cày á gấp 3 lần nha mấy bạn. Đó. Là khoảng 3 tiếng luôn á. Trời ơi. Mới lên cấp 3 thôi mà nó mất phải 3-4 tiếng gì mình mới cày xong rồi. Mình nên là bởi vì hồi tối hôm qua mình trước cả đêm đó mấy bạn à. Trước cả đêm để cày cái này cũng gì mấy bạn không á. Ok nên là sáng nay mình buồn ngủ quá. Buồn ngủ dễ sợ luôn mấy bạn à. Đó. Còn rồi từ từ mai mốt mình cũng sẽ ráng cày lên tới Haki 4 và Haki 5 nha mấy bạn. Mình nghe nói là Haki 4 là Haki full toàn thân nữa mấy bạn nè. Là quyến thêm cái người mình nữa nè. Còn bây giờ hiện tại mình có hai cái tay là hai cái chân à. Đó. Còn mà Haki 5 như là Haki tím đó mấy bạn à. Mình thấy một lần à. Haki tím nhìn nó đẹp, nó mạnh ghê mấy bạn à. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test Haki chung với lại cái này nha mấy bạn. Cái chân đen của Sanji. Mà bây giờ mấy bạn nhìn nè, đó, lần này mới đúng chất là chân, mới đúng nghĩ đen là chân đen nè mấy bạn à. Đó, hãy chân đen thui luôn. Cái tay cũng dĩa mấy bạn. Rồi, dùng skill V thêm nữa nè. Đó. Đá nè. Đây là bùm, đó. Các bạn thấy không? Đó, mình dùng cái skill V riết quá rồi, cái chân mình đen thui luôn thấy không? Chân cháy cháy quá mà cháy nhiều quá mà cái chân mình đang thua luôn. Bùm 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 đó. Rồi thì đó là cái chân đen của mình là mình giờ mình đã review xong, bây giờ mình sẽ thử thêm một vài cái nữa nha các bạn. Ở kia có một con boss kìa. Chẳng đánh boss xong rồi mình sẽ nói luôn về server VIP theo luôn nha mấy bạn. Bây giờ à đúng rồi, mình thử kết hợp hai vừa hai cái kiếm lại chưa combat được ông ta chân đen á. Để mình coi thử á. Chờ mấy bạn chờ xíu, chờ cho nó hồi cái nha. Rồi. Giờ cái này là nó cái skill mà quay mà tạo ra cái chân lửa mấy bạn hả? Là cái này nó có một cái là nó có giới hạn nha mấy bạn, nó có giới hạn thời gian. Nhớ anh nhớ đâu là khoảng 15 giây hay gì á mấy bạn, 15-20 giây gì á. Đó. Đó. Sau một thời gian đó là mấy bạn sẽ bị mất. Cái gì ta? À đúng rồi, mình sẽ thử kết hợp cái skill chân đen lại sword nha mấy bạn. Rồi để mình coi thử mình ấy skill bên đó đây mà qua bên chân đen được không? À được mấy bạn à, được. Thử nè. Coi nè mấy bạn coi nè, mình combo nè. Combo skill X của bên kiếm với lại skill Z của bên chân đen nè. Đó, phải vậy chứ. Không cần kiếm mà thấy mấy bạn thấy ghê không? Vẫn đánh được nha. Thử combo con boss coi. Nè. Từ từ ơi, trời ơi. Haha.
mình viết đô la hả? Trời ơi, tại cũng tại nó dành của mình không à. Rồi đá nè. Kiếm à, kiếm không combo được mấy bạn, kiếm không combo được khi mà đang dùng mà skill đó. Combo là phải gì nè, từ bị đốc sấy nha. Ủa cái chân mình nó nguội rồi. Tôi thôi mệt quá, cái vụ combo này khỏi rồi. Bây giờ mình sẽ tới cái tiếp theo, đó là cái tiếp theo nó sẽ là một thứ mình cũng mới vừa lượm được hồi tối hôm qua thôi mấy bạn à, khi mà mình đang đi check rương vòng vòng á, đó là haki quan sát đó. Thì cái haki quan sát này mình cũng có cách cày riêng của mình nha mấy bạn. Mà từ từ để mình cho mấy bạn coi, bấm nút K là sẽ có haki quan sát nha. Bấm nè, đó. Cái haki quan sát này lên được cái công dụng là nó nhìn thấy những người mà có giác quỷ tàng hình nè mấy bạn nè. Đó, cái ở cái level 1 là cái công dụng của nó là gì. Với lại còn một cái nữa là mấy bạn đánh một con nào đó mà nó đánh lại mình nè. Đó, mình né được luôn mấy bạn, thấy chưa? Đó. Nãy có chữ miss hiện lên, với lại mình né qua né lại á. Đó. Mà cấp 1 thì mình thấy mình né hơi bị cùi, né có 3 phát à mấy bạn à. Mà cái tốc độ mà hồi skill này nó cũng khá là cũng khá là hơi bị lâu á mấy bạn à. Mà hồi né được có 3 cái là nó tịch luôn, là cũng đó là hiện tại là cái haki quan sát mình thấy là khá là cùi. Đó, nên là mình phải ráng cày tới max level luôn mấy bạn à. Đó, ít nhất là max level. Rồi. Đó, cái đó chỉ là một cái nhỏ thôi mấy bạn, haki quan sát thì không sao, mình không cần nói nhiều. Còn bây giờ mới là cái vấn đề chính nè mấy bạn nè. À không, cái vấn đề chính là mình đã review chân đen rồi. Còn bây giờ một cái vấn đề khác mà nó cũng quan trọng giống như vấn đề chính nè mấy bạn nè. Đó là cái server của mình. Đó. Thật sự luôn, mình đây là một server VIP nha mấy bạn, chứ không phải là server bình thường đâu. Server bình thường là nãy giờ người ta vô nhiều đó mấy bạn à. Chứ không phải là nó như vậy đâu. Tại cái hệ thống sắp xếp server của cái game này á, là nó server nào mà ít, càng ít người thì càng dễ nhiều người vô. Đó, cái nó là vậy đó mấy bạn à. Còn mà cái xe, à đúng rồi, có một cái lần mấy bạn à, mình join vô cái server nào mà có mình à, không, thêm một đứa bạn nữa đó, có mình là đứa bạn à. Đó, mà đó lúc đó mình phải nói là server thường nha mấy bạn. Nhưng mà cái server đó một hồi cũng có nhiều người vô mấy bạn. Đó. Còn đây là một server VIP 100% nha mấy bạn. 1000 robot á, một server 1000 robot á. Phải nói là khá là ghê. Rồi. À, bây giờ mình sẽ nói tới tiếp theo cái này là mấy bạn cũng cần nên biết, đó là cái công dụng của cái server VIP nha mấy bạn. Nãy mình mới vừa nói đô la cái nó làm phiền mình quá mấy bạn, nên là mình cần kêu nó đi chỗ khác chơi để mình quay. Rồi, cái công dụng của server VIP này á, nó có một số công dụng như sau nè. Thứ nhất là có hai điều đầu tiên là mấy bạn cũng biết rõ nè, đó là ít người chơi nè, đó, không lắc nè. À, dễ cái gì dễ gì à đúng rồi dễ farm nữa nè mấy bạn nè. Đó, tại vì không ai làm phiền á, tức là không làm phiền nữa đúng không. Đó là cái gì, những điều đầu tiên mà mấy bạn ai cũng biết á. Còn cái điều thứ hai á là có một cái này nó cũng rất là hay, đó là con boss bao rất là nhanh. Mình nói thiệt mấy bạn coi nè, đây để mình đánh tới con boss cho nó chết nha mấy bạn. Từ từ để mình đánh cho nó chết cho mấy bạn coi, nó spawn đúng nhanh luôn, nhưng mình không nói xạo mấy bạn chi đâu. Đây nè bạn, mấy bạn chờ khoảng ba 20 hay 30 giây gì đó là nó tự hồi sinh lên nè. Đây nè, không, 30 hay 45 giây gì đó, đó là nó tự hồi sinh lại à. Đây nè mấy bạn chờ xíu nha, mình đứng đây để mình kiểm chứng cho mấy bạn coi là mình không có
mình không có cắt khúc hay là cái gì luôn nè. Đó mình đang không cắt khúc như vậy. Nãy giờ đếm cũng rồi, chuẩn bị nó spawn này nè, không cắt khúc. Chị bao lẹ ơi, bạn ơi, con boss này nói chung là con boss nào nó cũng spawn lẹ chứ mấy riêng gì con này đâu mấy bạn. À là mấy bạn chờ xí, đứng đây mình kiểm chứng luôn cho mấy bạn tin luôn. Từ đó mày thấy ghê chưa, thấy chưa, mình thấy khoảng 30 tới 45 giây là nó hồi sinh lại liền rồi mấy bạn. À oh my god, wow. Đó bởi vì cái server này nó được mấy cái hay gì á, còn một số cái phụ nữa mà mình không biết có chắc hay không, chưa, nói chung là chỉ chắc 70% thôi mấy bạn. À đó là rương mình thấy nhận được cũng nhiều hơn xí nào đó, mấy cái belly rồi á, với lại chét quỷ nữa mấy bạn. À chét quỷ mình thấy dễ tìm hơn nữa đó, chét quỷ dễ tìm hơn trong đây nữa. Nhưng mà mấy cái phụ này đó là mình chỉ chắc là khoảng 60% thôi nha mấy bạn. À không, 70 thôi. Mình chỉ chắc 70% thôi chứ mình không có chắc 100 đâu. Còn thêm một cái đó là hình như là mình thấy không biết mấy bạn có nhận ra không, nhưng mà mình thấy là đánh mấy con quái đó nó nhiều điểm kinh nghiệm hơn xíu nha mấy bạn. Đó, nó nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Và còn một cái công dụng cuối cùng nữa. Và cái công dụng này thì mình nghĩ là chắc mình không nên nói vậy. Cái công dụng này là phải nói là cực kỳ hay mấy bạn à. Mà thôi, mình nghĩ là cái công dụng này là hiện tại trong video này cứ cho là bí mật đi mấy bạn à. Đó, cứ cho là bí mật đi. Còn một cái công dụng bí ẩn đó. Và cái công dụng này video sau mình sẽ nói cho mấy bạn biết. Đó. Còn hiện tại video này thì mình chỉ review cái server VIP với lại Haki với lại cái chân đen này thôi. Cái công dụng bí mật cuối cùng đó, mấy bạn đoán coi nó là công dụng gì thì hãy comment phía dưới nha mấy bạn. Và video sau thì mình sẽ tiết lộ cái công dụng bí mật đó. Công dụng thần thánh luôn nha mấy bạn. Đó. Còn bây giờ thì chắc video cũng tới đây thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Thì nhớ nhấn nút like, share và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video mới hơn nha mấy bạn. Rồi, chuẩn bị mình cắt máy nè. Còn bây giờ thì bye bye.